tử vi chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 29 tháng 2 năm 2024 âm lịch, ngày Tân Sửu, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 7 tháng 4 năm 2024 thủy sinh mộc đem tới sự trợ giúp không nhỏ trên con đường tình duyên của người tuổi tí. Người còn độc thân đã dũng cảm hơn trong việc tiếp cận người mình yêu mến. Hãy luôn chân thành với người mình yêu mến, rồi đến một lúc nào đó, tấm lòng của bạn sẽ khiến cho đối phương cảm động. Nếu có cơ hội trò chuyện, tiếp xúc với đối phương bạn hãy mạnh dạn nắm lấy. Đừng chần chừ nhé, kiếp tài tác động, tiếc là sự nghiệp của bản mệnh lại không mấy yên bình. Bạn có thể phải chịu sự nhòm ngó, soi mói của đồng nghiệp, khiến những lỗi nhỏ cũng bị phóng đại. Hãy nhắc nhở mình tập trung làm việc để hạn chế các lỗi sai nhé. Giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cát tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, thìn, thân hai Tuổi sửu ngày 7 tháng 4 năm 2024 chính quan tương trở. Người tuổi sửu khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bạn luôn bình tĩnh đối diện với mọi vấn đề. Từ đó đưa ra những cách giải quyết vấn đề chính xác nhất, giúp mọi người cùng vượt qua khó khăn. Một số người có thể chạm tay vào cơ hội được cấp trên đề bạt trong ngày Chủ nhật hãy tin tưởng vào bản thân và tiếp tục cống hiến cho công việc bạn sẽ còn tiến những bước xa hơn bây giờ nữa mộc khắc thổ vì công việc bận rộn nên bạn có vẻ khá thở ơ với nửa kia của mình con giáp này nên tìm cách cân bằng cuộc sống của mình đừng dành hết thời gian và sức lực cho riêng một bên nào như vậy thì bạn mới có thể vừa thành công vừa hạnh phúc giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cát tường, vàng, xám quý nhân phù trợ, tí, dầu, hỡi. 3. Tuổi dần ngày 7 tháng 4 năm 2024 thực thần gõ cửa, người tuổi dần chẳng cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Đặc biệt, người làm các công việc tự do sẽ được nhận tiền thù lao từ những hợp đồng ký kết trước đó khi cầm đồng tiền dư giả trong tay bạn có thể suy nghĩ tìm nơi thích hợp để đầu tư khiến lãi mẹ đẻ lãi con tất nhiên bạn nên cẩn thận và học hỏi thêm kiến thức cần thiết đồng thời tham khảo thêm ý kiến của người có kinh nghiệm tuy nhiên mộc phượng khuyên bạn dù có bận rộn đến mấy bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay. Giờ tốt, 19 giờ 21 giờ màu sắc cát tường, xanh rêu, trắng quý nhân phù trợ, mão, ngọ, tuất. 4. Tuổi Mão ngày 7 tháng 4 năm 2024 xem bói tử vi nhờ tam hội thúc đẩy người tuổi mão có một ngày làm việc cực kỳ suôn sẻ. Dù bạn có gặp phải khó khăn, vướng mắc thì cũng chỉ là nhất thời. Mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn vượt qua. Phương diện làm ăn cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Trong ngày cuối tuần, bản mệnh có thể làm quen được với những đối tác triển vọng hoặc có thêm lượng khách hàng mới, giúp việc buôn bán hay ký kết hợp đồng đều thuận lợi người độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp. Thậm chí, hai người có tiếng nói chung ngay từ lần đầu gặp gỡ và trò chuyện. Hãy nhiệt tình và chủ động trong mối quan hệ này, hai bạn có một tương lai rất triển vọng đấy. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường, xanh lá cây, đèn quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hởi. Nam, tuổi thìn ngày 7 tháng 4 năm 2024 mộc khắc thổ là dấu hiệu chứng tỏ phương diện tình cảm của người tuổi thìn có thể sẽ gặp phải nhiều khúc mắc. Bạn và người ấy nên tìm cách tháo gỡ với nhau chứ đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Khi đôi bên đều đang nóng nảy, không nên tiếp tục tranh cãi. Bởi cố gắng giành phần thắng về mình có thể khiến bạn vô tình nói lời gây tổn thương cho nửa kia tổn thương đó có thể là vết thương khó có thể chữa lành. Phương diện sự nghiệp cũng không tốt đẹp hơn khi bạn không tin tưởng vào chính bản thân mình. Nếu luôn trần trừ, do dự trước các cơ hội thì bạn sẽ dần trở nên tụt hậu so với đồng nghiệp hoặc đối thủ. Khiến lãnh đạo không coi trọng, giờ tốt, 23 giờ 1 giờ màu sắc cát tường, nâu, xám quý nhân phù trợ, tí, dần, thân. 6. Tuổi tỵ ngày 7 tháng 4 năm 2024 người tuổi tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại mang lại trong ngày hôm nay. Đồng nghiệp xấu có thể nhân lúc bạn sơ hở tìm cách hạ bệ bạn. Do đó, bản mệnh cần luôn thận trọng trong mỗi việc mình làm, dù đó là việc quen thuộc. Người làm ăn kinh doanh nên hạn chế đưa ra những quyết định vội vàng do chưa suy nghĩ kỹ có nhiều mối đầu tư không đem lại nhiều lời lãi như thoạt nhìn có thể đó chỉ là cái bẫy đặt ra để những kẻ thiếu kinh nghiệm mắc bẫy mà thôi nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng nam để gặp hỷ thần hoặc hướng tây để gặp tài thần đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi giờ tốt một giờ ba giờ màu sắc cát tường tím Hồng quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7, tuổi ngọ ngày 7 tháng 4 năm 2024 tam hợp phù trợ. Người tuổi ngọ đừng ngại ngần thể hiện những quan điểm, ý kiến của mình trước tập thể. Nhờ ý kiến của bạn, mọi người có thể tìm ra hướng đi mới thoát khỏi lối mòn quen thuộc người làm kinh tế có thể được tiếp xúc với một vài cơ hội đầu tư có triển vọng và bạn sẵn sàng để thử sức mình tất nhiên trước khi đưa ra các quyết định bản mệnh vẫn cần cân nhắc thật kỹ dựa vào tình hình thực tế và năng lực của bản thân mộc sinh hỏa con giáp này có thể trở thành tâm điểm của đám đông bất kể xuất hiện ở bất cứ đâu phong thái nói chuyện cởi mở và đầy thu hút giúp bạn chinh phục được nhiều người khác giới. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà trăng hoa. Giờ tốt, 19 giờ 12 giờ màu sắc cát tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, dần, tỵ, tuất. Tuổi mùi ngày 7 tháng 4 năm 2024 chính quan phù trở. Người tuổi mùi đang cố gắng hết sức vì một tương lai thành công và sung túc. Dù mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi nhưng bạn không ngại nhận thêm nhiệm vụ và tiếp xúc thêm với những điều mới mẻ. Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể tiến về phía trước. Nhờ cái nhìn đúng đắn về thời cuộc mà bạn cũng tránh được những sai lầm đáng tiếc gây ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Mộc khắc thổ, người tuổi mùi cần chân thành hơn với những người dành tình cảm cho mình, trở nên quá trăng hoa hoặc đứng núi này trông núi nọ. Tình yêu chỉ có thể bền vững khi bạn đối xử với người khác thật lòng. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường, ghi, nâu quý nhân phù trợ mão ngọ Hởi chín tuổi thân ngày 7 tháng 4 năm 2024 cục diện tương xung ám hại người tuổi thân cần học cách phân biệt rõ ràng thực tế và những điều mơ mộng viển vông có như vậy thì bạn mới lập ra được những kế hoạch phát triển rõ ràng và chính xác không uổng phí công sức vô ích người làm kinh doanh cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào công việc đừng làm theo cảm hứng hoặc linh cảm của mình trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì bạn cũng cần kiểm chứng kỹ càng thông tin chớ vội tin theo ai kim khắc mộc bản mệnh nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình nếu không muốn người ấy cảm thấy sợ hãi hoặc tổn thương. Đặc biệt, đừng to tiếng mỗi khi mọi việc không tiến triển như đúng ý của mình. Giờ tốt, 23 giờ 1 giờ màu sắc cát tường, vàng, bạch kim quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, tuất. 10. Tuổi dậu ngày 7 tháng 4 năm 2024 xem tử vi hàng ngày, Trình ấn soi tỏ, mọi việc tiến triển thuận lợi trong ngày hôm nay bởi người tuổi dậu biết phát huy sức đoàn kết của tập thể. Dù công việc có khó khăn đến mấy, mọi người cũng sẽ cùng chung tay giải quyết và vượt qua. Con đường học hành, nghiên cứu của con giáp này cũng phát triển lạc quan bạn biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu để phát triển và khẳng định bản thân đồng thời bạn cũng sẽ học hỏi thêm nhiều kiến thức hữu ích kim khắc mộc bạn cảm thấy dường như khoảng thời gian gần đây người ấy luôn lạnh nhạt với mình vì thế mà bạn cảm thấy buồn bã và tổn thương sâu sắc có lẽ hai người nên trò chuyện để tháo gỡ khúc mắc chứ đừng nên giấu trong lòng rồi tự mình suy diễn giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cát tường, bạc, xám quý nhân, phù trợ, thìn, thân, tuất. 11 tuổi tuất ngày 7 tháng 4 năm 2024 mộc khắc thổ. Người tuổi tuất có đôi có cặp nên để con tim dẫn lối nhiều hơn là lúc nào cũng nghe theo lý trí. Hãy đối xử với người ấy dịu dàng và bao dung hơn. Để đối phương không cảm thấy bạn là người khô khan và lạnh nhạt. Với người độc thân, bạn có thể phải nhận những tổn thương tình cảm vì lựa chọn không đúng người để gửi gắm trái tim. Có lẽ từ nay về sau, bạn cần cân nhắc kỹ hơn trước khi đến với một ai đó. Thiên Quan ngăn trở, con giáp này không nhận được sự giúp đỡ của người khác trong ngày hôm nay. Chính vì thế mà bạn phải tự hoàn thành nhiều nhiệm vụ một mình. Có thể nói rằng hôm nay là một ngày khá vất vả với bạn. Giờ tốt, một giờ ba giờ màu sắc cát tường, nâu, đỏ quý nhân phù trợ, dần, ngỏ, dầu. 12. Tuổi hợi ngày 7 tháng 4 năm 2024 nhị hợp giúp người tuổi hợi trở nên cởi mở và hòa đồng hơn với mọi người xung quanh cũng nhờ vậy bạn dễ gặp được người đồng chí hướng với mình hoặc nhận được sự giúp đỡ khi đối diện với những rắc rối bất ngờ người làm ăn kinh doanh đang dần khẳng định được vị trí của mình trên thị trường nhờ đó mà lượng khách hàng đến với bạn ngày một đông đúc hôm nay bạn có thể thu về một khoản tiền kha khá không phải lo đến chuyện chi tiêu xem ngày tốt xấu theo trực nay trực khai là ngày tốt mọi việc trừ động thổ, an táng. Vì thế, bạn nên sắp xếp kế hoạch để tiến hành cho hợp lý, như vậy thì mới gặp được nhiều may mắn, công việc tiến triển thuận lợi. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường, trắng, xanh ra trời quý nhân phù trợ, tí, mão, mùi.